Giờ Kibi đi toilet, con quái vật bồn cầu không những làm bá chủ trên YouTube mà thậm chí ở cả Google Play. Đây là tựa game mà mình đang thấy nó là ở top 1 trong bảng xếp hạng các tựa game trên Google Play luôn. Đạp đầu nào thì liên quân với cả Fi-Fi. Mà game thì nó là cái gì? Chưa hiểu. Game thì có vẻ như là mình sẽ nâng cấp và điều khiển những cái binh, những cái quân đội kiểu đầu người đầu camera hay là người đầu loa đấy, để chống lại bọn quái vật Skibidi. Tưởng là cái thể loại game này là đã hết rồi, hết trend rồi, sao giờ vẫn còn ta? Bây giờ mình sẽ thử luôn, chơi xem nó như thế nào nào. Ủa, hay là mà sao mà tốt bột được nhỉ? Vào game cái là đã nghe thấy cái bản nhạc vô cùng quen thuộc rồi. Ơ nhưng mà vâng, và đầu tiên thì không phải là game mà là quảng cáo. Lâu lắm rồi mình mới nghe cái nhạc này luôn á. Đâu sao nào, game bảo mình là bấm vào chiến đấu. Đổi nhạc luôn, nhạc cao thẳng luôn. Mình điều khiển một con người đầu camera. Bây giờ phải bấm vào, nhấn vào này, nhấn vào giữ để tăng tốc. Wow, mình sẽ... Nhưng mình không biết rằng là người đầu camera có thể bắn đạn được từ camera luôn. Rồi, chống lại những con quái vật Skibidi đầu Skibidi thường, tất cả Skibidi cảnh sát. Kỹ năng tên lửa. Wow, triệu hồi tên lửa từ trên trời xuống. Ok, cảnh báo nguy hiểm, có thể sẽ là một con Skibidi chùm. À không, đúng là con chùm. Một con, ồ con này đâu phải là Skibidi toilet, đây là Skibidi thùng rác mà. Trời ơi, nhưng mà cái đầu của nó thì vẫn có cái thông bồn cầu nha. Rồi, hết tên lửa luôn. Trời ơi. Yes, nhưng mình vẫn đánh bại được nó. Ok, vượt qua cấp độ 1, mình nhận được những cái phần thưởng. Nhưng mà phải xem quảng cáo cơ thì mới có thể nhận được. Thôi, bỏ qua đi. Sau khi đánh bại xong cấp độ 1, mình có thể mua thêm những con Skibidi item, những con đầu camera khác, và kết hợp hai con này vào với nhau. Cấp 1 cộng cấp 1. Được rồi nào. Ra được người đầu camera nhưng mà phiên bản xịn hơn một xí. Mặc đồ vest vùng các kiểu trông rất là cool ngầu. Rồi, và mình sẽ phải cầm con này đi chiến đấu. Ok, thế nào, để xem con này bắn đạn gì đây. Lần này là bắn hai viên đạn laser à? Không phải laser mà là đạn ánh sáng, đạn năng lượng. Cũng khỏe đấy. Tiếp tục, gồng sức mạnh tăng lên. Cái bấm này là cái ở cái thang năng lượng màu vàng vàng của mình. Mình giữ bấm là tăng tốc độ bắn của cái con người đầu camera của mình lên. Đợi tí, đợi chui ra. Chúng ta có Skibidi cảnh sát nhưng mà lại chui ra từ một cái thùng rác. Rồi, hồi năng lượng lại. Bắn. Let's go. Chiến thắng. Ê, chính ra là trò này cũng vui phết đấy chứ. Thu thập thêm một đạo cụ mới, một cái bình hình sấm sét. Bắt đầu. Để mình tắt cái nhạc này cái vì nghe nó hơi khó chịu các bạn ạ. Rồi, xem nào. Mình có những cái nhiệm vụ sưu tầm rồi. Hoặc là những nhiệm vụ này nhận được thêm kim cương. Kim cương thì không biết là để làm gì. Rồi, 5.700 đô mình có thể mua được hai con đầu camera cấp 1 ghép vào 1+1=2. Và khi có hai con cấp 2 ghép vào 2+2=3. Chúng ta có cái con này là không có ở trong phim nha. Không có con nào mà như này hết rồi nhá. Được rồi, có lẽ là với số tiền mình đang có, mình còn có thể nâng cấp được thêm một con cấp 3 nữa. Và hai con cấp 3 cộng lại có còn cấp 4. Let's go. Cool hơn rồi đấy. Ui, hai camera chất lượng nhờ. Còn quàng khăn như này rất là giống Mikasa ở trong Attack on Titan đúng không các bạn? Nhưng mà chắc là đây không liên quan đến cái phim ấy đâu. Rồi, cấp 4 không biết sức mạnh ra sao. Chiến tử thì biết. Thế nào, nhiệm vụ đặc biệt ở cấp độ 3. Mình phải bắn vào cái thùng rác thôi sao? Ủa vậy thôi hả? Sẽ liên tục có những cái thùng rác và mình sẽ bảo bắn nó để mình kiếm tiền. Ok. Vậy thì đợi thùng rác xuống, mình sẽ giữ nó tăng tốc độ thành công để có thể bắn nhiều nhất có thể. Bắn càng nhiều, mình càng thu được nhiều tiền. Và đây có một con thùng rác chùm. Thùng rác chùm cũng thế thôi. 3.800 đô nhận về. Và bây giờ mình sẽ mua được thêm. Uầy, bây giờ giá của bọn này hơi căng hay đắt nha. Cấp 1 thôi mà phải 1.000 mấy một con. Thậm chí bây giờ là 2.000. Anh à, đủ không ta? Đủ luôn này. Mình sẽ đủ được hai con cấp 4 và kết hợp lại với nhau tạo ra con cấp độ 5. Chúng ta có, thật ra thì mình không nghĩ là đây là một con người đâu. Đây là một con nhện đầu loa và bắn đạn lạ. Ủa, cái gì đấy? Con này con gì này? Giải cứu con tin.
chúng ta xem quảng cáo để được miễn phí hai con cấp 1, một con cấp 2 và một con cấp 3. Kết hợp tất cả chúng nó lại sẽ ra một con cấp 4. Yeah. Được nha. Quảng cáo này ngon đấy. Giá trị tiền của cái quảng cáo này cực kỳ lớn nha. Nhưng mà mình có một điều hơi khó chịu là mình không thích cái hình ảnh của cái game này. Một số con nhân vật á, nó tạo hình mà kiểu nó hơi bị nó hơi hở hang á. Trong khi là trong cái vũ trụ gốc của SkyBD á, nó không có mấy kiểu đấy. Cái này làm ra này là mình thấy hơi khó chịu, hơi phản cảm một tí đấy. Ok, có thêm rất nhiều con và mình sẽ kết hợp nó vào với nhau lại luôn thôi, để mà ra được con SkyBD. Con phải con cái đầu camera cấp 4 chứ. Và như vậy thì liệu mình có thể đủ tiền để mình tạo được con cấp 6 luôn không nhỉ? Không, cấp 3 thôi. Còn lại 5,2 nghìn đô chỉ đủ mua. Đây này, tiền này của mình chỉ đủ mua một cấp 1 là hết tiền. Ghê thật chứ. Tăng tốc thu nhập à? Cũng được. Rồi, nhân đôi số tiền thưởng lên. Bây giờ mình có thể thu nhập được nhiều tiền hơn theo thời gian. Và nó lại có một con, lại giải cứu con tin nữa. Ê, thật luôn ạ. Ê, cái game này nha, mình bắt mình xem quảng cáo hơi bị lắm rồi đấy. Cứ phải xem quảng cáo liên tục như thế này. Thực sự đúng phụ thuộc vào quảng cáo luôn á. Nhưng mà nhìn đi, quảng cáo sao nó cho như thế này. Và bản thân mỗi con này nó sẽ cho mình thêm tiền nha. Đó, thế nên là đến lúc tại sao mà chúng ta lại cần nhiều con nhất có thể. Ôi, được rồi. Tuy vậy thôi chứ, kết hợp lại thì con cấp 1 cho 25 đô, con cấp 2 cho 50 đô. Thế thì nên kết hợp lại tiếp. Đúng rồi, càng về sau tiền nó càng nhiều. Thế thì vậy thì mình không nên tiết kiệm, mình nên kết hợp hết nó lại. Thôi, đừng có ứng dụng xe quảng cáo nha, nhiều lắm rồi. Rồi, đây, từ. Mình có hai con cấp 5 rồi, nhưng mình muốn chiến đấu đã, để xem con cấp 5 này bắn như thế nào. Ok, nó lại bắn ra sóng âm. Ấy da, sóng âm này lan, khỏe nha. Ê, thùng rác ơi, đứng lại mày ơi, đứng lại coi. Alo, chạy đâu con sâu, lụm tiền. Rồi, đến bàn thứ hai của cấp độ 4. Rồi, từ. Ui, sát thương của mình bây giờ quá khỏe rồi. Thấy chưa, chỉ cần một bắn của mình là ra hai cái sóng âm là đủ để mà có thể tiêu diệt, gần như tiêu diệt ngay lập tức một con SkyBD. Có con chùm vào gì đây, chùm cấp 4. Ok, những con SkyBD nhẹ, nhưng mình không hiểu tại sao bọn này nó lại không ngồi trong thùng rác mà lại ngồi ở trong cái ngồi trong toilet bồn cầu mà lại ngồi ở trong cái thùng rác như này. Ây chà, đau nha. Ây da, ui bọn này trâu rồi. Không sao, mình vẫn qua được. Ây da, bọn nó bắt đầu trâu dần rồi đấy. Tức là có nghĩa là cho dù là mình đã xem rất nhiều quảng cáo như vậy, lên tới cấp độ 5 rồi mà bên cameraman của mình bọn nó vẫn chưa nai, vẫn phải kết hợp thêm nhiều hơn nữa. Rồi, 4 này, 3 này, 2 này. Bây giờ ghép 2 con 5 vào đã. Mình sẽ có. Rồi, khổng lồ. Không phải khổng lồ, chỉ là chiến binh đầu loa thôi. Và bây giờ ngay lập tức mình đã tạo ra được ngay một con đầu camera cấp 2 với giá tiền giảm đi hẳn luôn. Nhờ giảm giá như này mà mình có thể tạo ra được liên tục những con cấp 2. À, và như vậy mình có luôn một con cấp 7. Lại bậy nha. Không nhớ là phụ nữ đầu TV mà trông như này. Ui, kỹ năng của phụ nữ đầu TV là tạo ra một cái màn hình thôi miên à? Vãi trưởng, kỹ năng này định là lan. Những cái con kia là phải bắn đạn. Có con trúng, có con trượt. Còn đây là mở cả một khu vực. Đi vào trong khu vực này là chết. Uầy, khỏe thật chứ. Tiếp tế là gì đây? Đây là những cái con mình có thể tạo ra được. Và loại tối đa mình tạo được là cấp độ 30. Ủa, cái này lên tầm là máy bay này. À này, bọn này chắc chắn là bọn khổng lồ này. Khổng lồ đầu loa này. Khổng lồ đầu tivi các thứ này. Nhưng mà phải rất lâu sau mới đạt tới được. Bây giờ muốn tạo những con này phải dùng kim cương. Ok, dùng kim cương mua luôn đi, ngại ngùng gì vết bẩn nữa. Thêm một con nữa. Rồi, kim cương 888, số đẹp chưa. Và như vậy mình có thể tạo ra được, đó chính là hai con cấp 7 cộng lại sẽ có chiến binh cấp 8. Ê, con này hình như giống với con cấp 6 hay cấp 5 á. Khác mỗi là thay giày bằng cái thùng rác. Đâu xem nào, thử đấu xem nào. Em thử xem nhá. Nhiệm vụ đặc biệt à? Làm gì? Ok, không phải làm gì hết. Thả tay ra, nó tự bắn. Và tại sao là con đầu loa này nó lại ném được thùng rác từ cái loa ra nhở? Điều vãi. Con này mạnh thật sự rồi á. Hóa ra là con này là tập trung vào việc sức mạnh của mỗi một đòn bắn, chứ không phải là vào cái tầm bắn của nó như là con đầu TV kia. Nhưng mà mình thì mình vẫn thích là bắn lan hơn. Rồi, có một con cấp 7 và mình sẽ mua con hai con cấp 6 đi.
Rồi, để mình ra được con cấp độ 9. Let's go. Người đầu tivi. Và lần này là vẫn là bắn lan. Lan nhưng mà là lan ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh trong trong phim đó là gì nhở? Mình không nhớ là cái kỹ năng của màu xanh là gì. Mình nhớ màu đỏ là tẩy não. Rồi ơi. Đi vào là chết. Đi vào là chết. Uầy. Bá đạo vậy. Đâu xem nào. Con chùm liệu có sống được không? Con chùm gì? Ờ khỏe đấy. Tăng tốc độ phóng ánh sáng ra. Chết luôn. Quá mạnh. Xem nhẹ với quảng cáo 500 kim cương. Và như thế sẽ giúp cho mình có thể mua được luôn những con cấp 7 này. Rất dễ. Đấy. Và như thế thì mình sẽ có con cấp 8. Mua thêm 2 con cấp 7 nữa. Rồi. Chúng ta sẽ nâng cấp lên thành con cấp độ 10. Thế nào? Cấp 10. Cọc nha. Cọc cọc rồi đó. Khổng lồ đầu tivi nhưng có độ loa à, độ cái hai dàn loa hai bên và cả bộ loa ở trước ngực với sức mạnh là gì? Ủa, vâng, sức mạnh không phải là chiếu ánh sáng tivi, không phải là bắn âm thanh ra sóng âm từ loa, mà là ném mấy cái móng vuốt. Nào ném xem nào. Sát thương lên đến hàng là 1500 và đúng luôn, con nào vào là con đó chết. Ui ui, chúng ta có những con Skibidi Rambo à? Vâng, xuất hiện rất ghê gớm nhưng mà chết ngay lập tức các bạn ạ. Bay màu mà không thể làm gì luôn chứ. À, con này à. Ôi, con chùm còn chưa kịp độ hết được cả toàn thân, mình đã bắn chết nó rồi. Ê, tính ra nha, là cái game này nha, mình không cần phải tiền vàng đâu các bạn ạ. Sau mỗi một cấp độ, mình chỉ việc xem quảng cáo để lấy được đá quý thôi. Có đá quý, mình chỉ cần mua 4 con ở cấp độ cao nhất mới có thể tạo ra được. Là kết hợp với con có sẵn của mình là xong. Với chiến thuật này, mình chỉ cần tốn có 30 giây xem quảng cáo và mình sẽ nâng cấp được tất cả mọi con mà mình muốn. Ờ, ngon thật chứ. 2, 3, 4, xong. 4 con cấp độ 8 là có con cấp 10. Ghép vào. Ok, chúng ta có khổng lồ đầu máy quay phim à. Gọi là đúng là đầu camera đấy. Và bắn ra, một phát bắn ra 3 viên đạn. À, được, được, được. Lụm thêm 200. Rồi, bắn đạn như này thì mình biết rồi nha. Bây giờ mình muốn lên thêm đi. Cấp 9 đi, là 4 con cấp 9. Ok, giờ có đá quý là mình lên hết luôn. Không phải ngại. Nào, ghép vào này. Ok, cấp 12. Ủa, sao phải quen ta? Wong wong, wong wong, wong wong. Không mạnh nha, không mạnh. Tuy là sát thương khỏe, nhưng mà các bạn nhìn vấn đề ở đây đi. Nó chỉ, nếu mà có một đống con lao vào, thấy chưa? Có trên, có dưới, chỉ bắn được một bên thôi. Còn con đầu tivi á, là nó tỏa hết ra luôn. Mà sát thương của một bộ đầu tivi nó đã khỏe sẵn rồi. Thì ra bọn này là bọn yếu. Đáng ra là mình nên bỏ qua những con này này. Mình nên kết hợp sao cho ra được những con đầu tivi á, thì nó sẽ tốt hơn. Nào, hai con đầu loa, kết hợp lại. Khổng lồ đầu loa. Đâu, nào, nào, ok được rồi. Tôi vào thử xem là cho con này một cơ hội xem nào. Được rồi, qua theo. Nó khổng lồ quá. Cho nên là bây giờ cả cái thanh máu và thanh năng lượng của nó cũng to đùng lên luôn. Có tốc bắn cao cũng ok đấy. Hay chà. Được nha. Chính ra game này nhá, nếu mà chúng ta mà không xem quảng cáo á, thì có khi là không thể thắng được game này đâu. Thật các bạn ạ. Nãy giờ mình xem quảng cáo á, mình mới tới được khúc như này này. À, cấp 10 rồi đấy, bàn 10 rồi, xem con chùm là gì đây. Mình muốn thấy có một con chùm hình khác, con chùm bá đạo hơn. Không có nổi con chùm xuất hiện được luôn các bạn ạ. Không dám ra luôn. Nào, cấp 13 cộng lại. Chúng ta có đầu tivi cute và chiếu tia sáng màu hồng. Ai chà, màu hồng là cũng căng đấy. Ok, còn tí kim cương mua nốt đi. Rồi xong hết kim cương luôn ạ. Có thể hết được kim cương nha. Ai chà, không ổn rồi. Cái này làm sao tôi cấp 31 lận sao mà lên nổi. Ờ, cái thử chiến thế nào. Cấp độ 11. Mình đang đến vào như kiểu một cái căn cứ của bọn Skibidi thì phải. Và thử mặt. Bọn thấy chưa, cái ao trình chưa. Đầu tivi đúng khỏe luôn ấy. Tạo ra một con nhân vật như thế này ở trong cái game như thế này thì kiểu sát thương to, tầm ảnh hưởng rộng. Không hiểu sao làm game mất cân bằng như vậy luôn. Rồi, chùm là gì? Có khi không thấy được kịp mặt cái mặt con chùm luôn. Sát thương lên đến hàng 6000. Rồi đó chưa? Chùm đâu? Chùm mền, chùm chăn. Chú chưa làm gì con nào ở đây? Bá đạo quá chứ. Nhưng mà bây giờ mình lại phải nâng tiếp một con nữa. Đây,
giờ mình lại phải cố gắng đây, mình lại đủ để mình nâng lên cấp độ 15 rồi. Tôi phải nâng thôi. Đầu TV khổng lồ mặt cọc, cắm loa. Nhưng mà vấn đề là ném móng cuốt. Trời ơi. Tôi xem nào, ném đi em. Sát thương lên đến. À, tức là mấy con này á, bọn nó sẽ có sát thương một mục tiêu khỏe. Thấy không? Sát thương kìa, lên đến mười mấy nghìn. Còn trong khi đó con đầu TV á thì nó là lan rộng, nhưng mà sát thương thì nhỏ hơn, tầm 3-4 nghìn gì đó. Mà thật ra thì máu bọn Skibidi này đâu đến độ mấy chục nghìn đâu. Mình đánh như này là có khi là tiêu máu sang cả kiếp sau của chúng nó luôn. Ê, nhưng mà chính ra nha, là bây giờ ấy là cái giá để mà sử dụng đá quý để mà mua những con đầu camera hay là đầu loa, đầu TV cấp tiếp theo á, càng ngày nó càng tăng nha. Hồi trước là có mấy chục kim cương thôi, giờ nó là 200 một con rồi. Ui, đúng đắt luôn, không đủ tiền mua thêm nữa rồi này. Đó, bắt đầu giá cả nó leo thang. À, thế này thì đúng là hơi khó đấy, hơi khó để mình có thể tiếp tục triển khai tiếp được nữa. Cấp 10 giờ 23,8 triệu đô để có thể mua được cấp 10 bằng tiền vàng. Công nhận là cái trò này là bắt buộc chúng ta phải xem thật nhiều quảng cáo để mà có tiền để mà nâng cấp, chứ không thể là mà chơi chay được. Chơi chay là chắc chắn là sẽ thua. Thôi, mình cũng mở được từ cấp 1 tới cấp độ 15 là cũng là được một nửa cái đội hình của bên đầu loa, đầu TV, đầu camera rồi. Thế nên là mình sẽ để lại cho các bạn khán giả. Các bạn có thể tự tải về mà tự mở nốt nhá. Đồng nghĩa với việc là tự xem quảng cáo nốt đi. Chứ mình mệt lắm rồi không xem quảng cáo đâu. Nãy giờ như kiểu là mình chỉ có xem quảng cáo thôi. Thỉnh thoảng là tự dưng nhảy ở đâu ra một tí game chèn vào giữa. Thế nên là các bạn chơi nốt đi. Còn mình ấy, mình sẽ qua bên này chiến đấu cùng với chiến binh đầu moi và con mèo vô dụng đấy, để đi tiêu diệt tất cả zombie vào ngày tận thế. Mình sẽ gặp các bạn ở bên video đó nhá.